chào các em học sinh của trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô sẽ trình bày về các nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ 2 ở môn công nghệ 8. Với các nội dung như sau. Thứ nhất là bài 48 sử dụng hợp lý điện năng. Ở bài này có hai nội dung, đó là nhu cầu tiêu thụ điện năng. Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng. Giờ cao điểm là từ 16 đến 18 đến 22 giờ. Hai nhỏ những đặc điểm của giờ cao điểm. Có hai đặc điểm, đó là điện năng tiêu thụ lớn. Đặc điểm thứ hai là điện áp của mạng điện giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của đồ dùng điện. Khi điện áp của mạng điện giảm xuống trong giờ cao điểm thì sẽ ảnh hưởng gì đến tốc độ quay của quạt? Đó là quạt sẽ quay chậm hơn, thời gian đun sôi của bếp điện thì lâu hơn, phát sáng của đèn thì mờ. Hai là mã sử dụng hợp lý điện năng. Có 3 biện pháp. Thứ nhất là giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm. Chúng ta có thể giảm bớt một số đồ dùng điện, ví dụ như là hạn chế sử dụng bàn là máy giặt trong giờ cao điểm. Biện pháp thứ hai là sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. Ví dụ như là để chiếu sáng, chúng ta sẽ sử dụng đèn huỳnh quang, không sử dụng đèn sợi đốt, bởi vì đèn sợi đốt thì không tiết kiệm điện năng. Biện pháp thứ ba là không sử dụng lãng phí điện năng. Như trong lớp học mình thì khi ra khỏi lớp thì các em tắt CP tổng để tiết kiệm điện, để không lãng phí điện. Theo là bài 49, tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. Nội dung thứ nhất là điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện. Công thức tính A bằng P nhân T. A là điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện đơn vị watt nhân giờ. B là công suất của đồ dùng điện đơn vị là watt. T là thời gian sử dụng đồ dùng điện đơn vị là giờ. Và chúng ta sẽ thực hiện tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. Thực hiện tính cái bảng ở trang 169 sách giáo khoa. Bài tập này thì chúng ta đã thực hiện rồi. Người ta cho đèn sợi đốt công suất 60W, số lượng là 2 bóng, thời gian sử dụng trong ngày T là 2 giờ, yêu cầu tính điện năng tiêu thụ trong ngày A là bao nhiêu. Thì các em sẽ áp dụng công thức A bằng P nhân T, và lúc này số lượng là 2 thì nhân thêm số lượng, ba cái cột đó sẽ nhân cho nhau. Câu thứ hai, tương tự làm 9 đồ dùng điện còn lại. Câu tiếp theo, người ta yêu cầu mình tính điện năng tiêu thụ trong ngày. Một ngày sử dụng 10 đồ dùng điện, thì chúng ta sẽ làm phép cộng và lưu ý là phải thực hiện phép tính ra để có cái đáp số. Câu tiếp theo là tính điện năng tiêu thụ trong tháng. Một tháng có 30 ngày, giả sử các ngày có mức tiêu thụ điện giống nhau, thì các em sẽ lấy điện năng của ngày nhân cho 30 ra điện năng của tháng. Tiếp theo là nếu yêu cầu tính tiền điện, thì lưu ý. Người ta sẽ lưu ý là khi mà cho tiền, giá tiền á, thì cho 1 kWh bằng bao nhiêu tiền, thì các em nhớ đổi đơn vị về kWh. Bài 50, đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà. Với nội dung thứ nhất là đặc điểm của mạng điện trong nhà. Đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà. Và đặc điểm có 3 đặc điểm. Điện áp của mạng điện trong nhà là 220V. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà thì rất đa dạng. Công suất của đồ dùng điện thì khác nhau. Đặc điểm thứ ba là sự phù hợp điện áp của thiết bị điện, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện trong nhà. Thì phù hợp ở đây đó là điện áp của đồ dùng điện sẽ bằng với điện áp của mạng điện để đạt được công suất tối đa. Còn riêng đối với điện áp của thiết bị điện thông thường có thể lớn hơn điện áp của mạng điện để đảm bảo an toàn điện. Có cái bài tập trang 173, hỏi đồ dùng điện nào phù hợp, thiết bị điện nào phù hợp với điện áp của mạng điện trong nhà. Yêu cầu của mạng điện trong nhà có 4 yêu cầu. Đầu tiên là đảm bảo cung cấp đủ điện và dự phòng khi cần thiết, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và ngôi nhà, dễ dàng kiểm tra và sửa chữa, sử dụng thuận tiện, bền chắc. Cấu tạo mạng điện trong nhà có 4 phần tử, đó là công tơ điện, dây dẫn điện, thiết bị điện và đồ dùng điện. Bài 51, thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà. Thiết bị đóng cắt của mạng điện trong nhà
thì lớp phải nhớ thiết bị đóng cắt thì gồm có công tắc điện và cầu dao. Công tắc điện, công dụng của nó là thiết bị dùng để đóng cắt mạch điện. Về cấu tạo thì gồm có vỏ, cực động, cực tĩnh, phân loại. Dựa vào số cực thì có công tắc hai cực, ba cực. Dựa vào thao tác thì có công tắc bật, bấm, xoay và giật. Nguyên lý làm việc: khi đóng công tắc, cực động tiếp xúc cực tĩnh làm kín mạch. Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch. Lưu ý là đóng công tắc, nếu các em mà ghi thành là đóng mạch điện mà cực động tiếp xúc cực tĩnh là sai nha. Tại vì khi đóng mạch điện thì đâu liên quan gì tới cực động với cực tĩnh đâu mà đóng ha. Vị trí lắp đặt của công tắc thì công tắc thường lắp trên dây pha nối tiếp với tải sau cầu chì. Cầu dao là thiết bị đóng cắt trên dây pha và dây trung tính của mạng điện. Cấu tạo của cầu dao gồm có vỏ, các cực động và các cực tĩnh. Phân loại dựa vào số cực có cầu dao một cực, hai cực và ba cực. Đối với cầu dao một cực thì nó sẽ được lắp trên dây pha, vậy nó sẽ đóng cắt trên dây pha. Thì khi mà cầu dao mà một cực nó thực hiện chức năng đóng cắt trên dây pha thì nó sẽ giống với thiết bị đóng cắt, đó chính là công tắc điện. Cầu dao hai cực thì được lắp trên dây pha và dây trung tính. Vậy thì đối với cầu dao một cực, hai cực nó dùng cho điện áp một pha, người ta có thể dựa vào điện áp, người ta gọi là cầu dao một pha. Cầu dao ba cực thì dùng cho điện áp ba pha. Trên cầu dao người ta ghi là 250V 15A. Số liệu trên có ý nghĩa gì? 250V là điện áp định mức, 15A là dòng điện định mức. Thiết bị lấy điện có ổ điện và phích cắm điện. Ổ điện có công dụng là: ổ điện là thiết bị lấy điện cho đồ dùng điện. Phích cắm điện là thiết bị cắm vào ổ điện để lấy điện cho đồ dùng điện. Bài 53. Thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà thì có hai thiết bị, đó là cầu chì và áp tô mát. Cầu chì công dụng dùng để bảo vệ an toàn cho mạch điện, cho đồ dùng điện khi xảy ra sự cố ngắn mạch hay quá tải. Ngắn mạch là trường hợp khi dây pha và dây trung tính nó chạm trực tiếp vào nhau thì gọi là ngắn mạch hoặc là chập mạch. Khi lúc này thì dòng điện y sẽ rất lớn. Quá tải là khi sử dụng quá nhiều đồ dùng điện dẫn đến y cũng sẽ tăng, cường độ dòng điện sẽ tăng. Cấu tạo của cầu chì gồm có vỏ, các cực và dây chảy. Phân loại cầu chì gồm có cầu chì hộp, cầu chì ống và cầu chì nút. Nguyên lý: khi dòng điện tăng lên vượt quá giá trị định mức do ngắn mạch hay quá tải, dây chảy cầu chì sẽ nóng chảy và bị đứt, làm hở mạch để bảo vệ cho mạch điện và các đồ dùng điện. Trong mạch điện, vị trí lắp đặt của cầu chì là: trong mạch điện, cầu chì được lắp trên dây pha, trước công tắc và ổ lấy điện. Ở cái bảng 53.1, giá trị định mức của dây chảy cầu chì. Đối với đường kính dây chảy là 0,3 mi, dòng điện định mức dây chảy làm bằng chì chịu được là 1 A, bằng đồng là 12 A, bằng nhôm là 6 A. Trả lời câu hỏi là: qua các giá trị dòng điện định mức và đường kính dây chảy cầu chì, em hãy giải thích tại sao khi dây chì bị đứt, ta không được phép thay một dây chảy mới làm bằng đồng có cùng đường kính. Bởi vì dòng điện định mức của dây chảy làm bằng chì với bằng đồng là khác nhau, hoặc có thể nói là do nhiệt độ nóng chảy của dây chì với dây đồng là khác nhau. Hai la mã. Nội dung thứ hai là áp tô mát, hay còn gọi là CP, hay còn gọi là cầu dao tự động. Chúng ta thấy ở trên cái lớp học mình, trên bảng điện ở lớp học chúng ta đó là CP hoặc là áp tô mát nha. Công dụng của CP là thiết bị tự động cắt mạch điện khi ngắn mạch hay quá tải. Khi có sự cố thì CP nó sẽ tự động nhảy xuống để ngắt mạch điện. Và sau khi sửa chữa sự cố xong rồi thì chúng ta có thể kéo CP lên và mạch điện vẫn hoạt động bình thường. CP nó bảo vệ cho mạch điện mà không làm hư CP. Còn đối với cầu chì, nó bảo vệ mạch điện bằng cách là làm đứt dây chảy cầu chì.
Vậy thì sau khi sửa chữa sự cố thì chúng ta phải làm sao để có thể sử dụng mạch điện khi mà có sử dụng cầu chì? Đó là chúng ta phải thay một cái cầu chì mới. Đó là khi mạch điện, chúng ta thấy là khi mạch điện làm việc bình thường thì dây chảy cầu chì sẽ có công dụng là dẫn điện. Còn khi sự có sự cố thì nó thực hiện chức năng là bảo vệ mạch điện. Đối với automat thì khi ra chơi á, các em vẫn thực hiện chức năng là chúng ta kéo cái automat xuống để ngắt nguồn điện trong lớp. Vậy chúng ta đang thực hiện chức năng là đóng cắt mạch điện. Vậy nó giống với chức năng của cầu dao. Vì sao không nó giống với công tắc mà nó giống với cầu dao? Bởi vì nó thực hiện đóng cắt cả trên dây pha và dây trung tính của mạch điện. Nên nói là nó giống với thiết bị đóng cắt, đó chính là cầu dao. Và khi có sự cố thì nó thực hiện chức năng bảo vệ mạch điện. Vậy nó sẽ thực hiện chức năng của cầu chì. Thì automat thực hiện chức năng của cầu dao và cầu chì. Cô vừa trình bày nội dung kiểm tra học kỳ 2. Chúc các em sẽ làm bài đạt điểm tốt. Cô chào các em.